Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh clip ghi lại hình ảnh cán bộ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long có hành vi xô xát với ngư dân khi đi dẹp phương tiện đỗ ở khu vực cấm trên Vịnh Hạ Long. Một clip đang lan truyền trên mạng xã hội dài hơn 5 phút ghi lại cảnh cán bộ đội kiểm tra, xử lý sai phạm của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long xô xát với một gia đình ngư dân đang neo đậu tại khu vực vung viêng trên Vịnh Hạ Long. Qua xác minh ban đầu, vào sáng 29 tháng 8, tàu của vợ chồng anh Nguyễn Văn Sơn, ngư dân 26 tuổi, ở khu 8 phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, đang neo đậu tại vụng vung viêng để chuẩn bị bữa cơm trưa. Lúc này, tổ công tác của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đến yêu cầu các phương tiện phải di chuyển đi nơi khác do đỗ ở khu vực cấm. Quá trình trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sự việc được ngư dân xung quanh ghi lại bằng điện thoại và tung clip lên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh cán bộ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long kéo, ghi cổ anh Nguyễn Văn Sơn xuống mạn thuyền bất chấp sự can ngăn của gia đình. Ông Vũ Kiên Cường, trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết đã nhận được thông tin và đang xác minh sự việc theo quy định.